Dạ, cửa hàng em hân hoan chào đón quý khách. Dạ, cửa hàng em là cửa hàng điện tử lớn nhất trong thành phố này. Có đủ các mặt hàng từ tivi, tủ lạnh, đầu máy, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, điện tử gia dụng trong nhà, tất cả đều có. Và hiện tại thì bên em đang có một chương trình khuyến mãi cũng như là trả góp rất là đặc biệt. Có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào nếu như mà khách hàng mua thì chỉ cần trả trước 30% tiền mặt và 70% còn lại thì có thể trả trong vòng 1 năm. Bên cạnh đó thì khi mà quý khách mua mỗi mặt hàng thì sẽ được một khuyến mãi, đó chính là một cái máy sấy trị giá 80.000 cho mỗi món hàng quý khách mua. Dạ vâng ạ. Chương trình khuyến mãi chỉ có thời hạn trong vòng 1 tháng thôi. Và hôm nay là cũng là gần ngày cuối rồi, ngày mai là hết hạn rồi đó quý khách. Cho nên là hôm nay quý khách có thể mua bất kỳ sản phẩm nào quý khách muốn nha quý khách nha. Dạ. Rồi, có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào thì có thể hỏi em để em có thể tư vấn thêm cho quý khách ạ. Có câu hỏi này hỏi được không? Dạ, dạ, thoải mái ạ. TV này muôn chục bớt không? Một chục cái hả? Chục cái. Quý khách, quý khách mua gì dữ vậy? Ủa, tôi có tiền thì tôi mua chứ, tôi muốn mua như tôi mua chứ, mắc mớ gì cô phải thắc mắc cái chuyện đó làm gì? À dạ. Mua cho bà con dạ, dạ. Mua sỉ luôn hả? Mua sỉ, mua cái gì là phải mua sỉ chứ, bây giờ mua lẻ tẻ mệt. Thì thối tới thối lui mệt chứ. Dạ, dạ. Bây giờ nếu mà mua sỉ một chục cái thì tụi em không có bớt. Tại vì đang có chương trình khuyến mãi, đó là tặng một cái máy sấy 80.000 cho mỗi cái tivi. Dạ, nhưng mà quý khách có thể không thể trả 100% thì mình trả 30% thôi bằng tiền mặt. Rồi còn 70% còn lại thì quý khách có thể trả trong vòng 1 năm. Rồi, nhớ rồi, thuộc bài ghê luôn, học đúng cái khuyến mãi đó rồi. Dạ, em là nhân viên là tốt nhất của tháng này. Cho nên là em được đứng ra đây để có thể tư vấn cho khách hàng về chương trình khuyến mãi. Dạ. Này tivi màn hình lỏng hả? Dạ. Nó lỏng quá, nó chảy không? Dạ, màn hình phẳng. À, màn hình phẳng. Dạ. Tại đó có nghe mấy cái tivi mà giờ nó màn hình lỏng. À, tinh thể lỏng. À, tinh thể lỏng. Dạ. Sợ nó lỏng nó chảy nó coi được. À, dạ không, cái này là tivi bình thường, nó là bằng chất liệu là thủy tinh nha, chứ không phải là lỏng. Thôi. Để tôi đi nhìn vòng thấy cái nào phù hợp rồi đó. Dạ, bên em còn có các loại như là laptop mới nhất hiện tại. À, laptop ha. Dạ, laptop. Cái này bán nhiêu 1 ký? Laptop bán theo cái chứ không. Tại vì theo như cái cặp mắt tôi quan sát thị trường bây giờ, cái laptop là nó càng mỏng mà nó càng nhẹ thì cái số tiền nó càng đắt. À, đúng không? Nếu vậy thì cái máy này là 0.001 gram. Ồ, nó nhẹ như luôn hả? Dạ, nhẹ nên... như một tờ giấy. Dạ, rất nhẹ. Hay quá. Nhiều khi cầm mà quý khách còn không biết là mình đang cầm trên tay cái laptop. Đúng rồi, mấy cái này nó rất là tiện lợi, nó sẽ không làm cho mình bị mà mất sức để mà mình có thể mà cầm nó mình di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Dạ. Hay, dạ. Hợp lý. Còn cái này nếu mua một chục có bớt không? Cũng một chục luôn quý khách. Một chục chứ, này tôi nói là mua là phải mua sỉ. Ôi ơi, khách hôm nay là gặp phúc sợp, là hôm nay là chắc là bà chủ khen em lắm. Đã. Dạ, cái này là một chục thì cũng không bớt. Nhưng đã. Mà tụi em sẽ có khuyến mãi như lúc nãy. Cái máy sấy luôn đúng không? Một khi mà khách mua một cái laptop và có chương trình trả góp 30%. Quý khách là trả trước 30% và 70% còn lại là trả trong vòng 1 năm. Hay quá, vậy thôi vô làm hợp đồng liền đi. Dạ, dạ. Em mời quý khách ngồi đây. Dạ, em mời, dạ, em mời ngồi đây. Dạ, để bây giờ cái này là phải nhanh gọn lẹ chứ, tiền bạc đâu có vấn đề. Dễ thương quá, hôm nay là coi như đầu ngày tới giờ là quý khách là cái người sợ nhất luôn á. Vô là mua sỉ không à. Quý khách bước vô là em thấy vần hào quang liền. À vậy hả? Cái đồng hồ quý khách đeo bạch kim nè, thấy chưa? Nó nhìn cái là biết người sang trọng rồi. Cộng thêm cái áo len này nhìn chắc là cũng phải vài trăm đô một cái. Trời cộng thêm cái mái tóc khách nữa là em biết khách vừa đi từ salon làm tóc, cái này nó cũng mái tóc này sấy không chắc cũng vài triệu rồi. Cho nên là em biết là khách là khách sợp. Nhìn vậy thôi mấy cái này là anh mượn. Anh mượn. À, tôi hiểu mà mượn được cũng là một cả một vấn đề em. À, không sao, nghĩa là hôm qua quý khách đi chơi ba về khuya. Đi ba về khuya mà đi ba rồi cũng vài trăm triệu một chầu. Em uống sữa nhiều lắm đúng không? Dạ sao vậy? Chứ tưởng tượng em bay cao quá. Em làm thủ tục đi em, dạ, sao dạ. Mà em cứ xen vào chuyện đời tư của anh. Anh dạ, sao kệ anh đi. Dạ, dạ dạ, em xin lỗi rồi. Bây giờ quý khách cho em hỏi là họ tên. Tại vì cái này là em không cần phải chứng minh thu nhập, chỉ cần đưa cho em chứng minh nhân dân và hộ khẩu là em có thể làm cho quý khách hợp đồng rồi. Rồi, ghi tên anh đi. Dạ. Tên Mon.
Họ đô thị Raymond. Họ đô. Ừ. Tại vì em nhớ thường là ông bà ngày xưa là ông bà đặt tên thị là con gái. Ừ. Còn đàn ông con trai với khách là thường là văn. À. Ví dụ như là Nguyễn Văn Nam hay Nguyễn Văn Mạnh Cường gì đó. Ừ. Em này nhìn em đẹp vậy thôi với em hỏi câu vô duyên thiệt. Cái chữ thị ở đây không phải là thị lót cho nữ. Cái họ của anh là họ đô, chứ phải là đô thị. Đô thị thành phố gì đó, hiểu hiểu không? Thì mình đừng có đọc là đô thị Raymond, đọc gì nó ra cái lót thị nó bị nữ tánh. Mình bắt đầu là đô thị Raymond. Yeah, có nghĩa là Raymond sống ở đô thị. Hợp lý không? Dạ hợp lý. Đi liền cho anh đi. Nhưng mà em thấy anh thiếu cái túi thần kỳ. À, túi thần kỳ hả? Dạ. Thôi giờ anh có túi thần kỳ của anh có để giấy chứng minh nhân dân nè. Thôi vậy em cứ cầm chứng minh em ghi thông tin của anh đi. Dạ rồi, dạ rồi. Ừ. Ôi ôi. Sao nhìn trong hình với ngoài khác chứ? Hả? Sao vậy? Rồi, đô thị Raymond. Rồi. Ngày tháng năm sinh nè, địa chỉ. Rồi. Ghi thông tin cho đầy đủ nha. Dạ. Ừ. Bây giờ thì hộ khẩu của anh có thể anh chụp hình anh gửi qua. Cũng được, cũng được. Anh sẽ gửi đâu điện thoại cho em, dạ, yên tâm. Dạ rồi, để nè, tí em chụp hình lại chứng minh dân của anh ha. Ừ. Dạ rồi. Rồi, bây giờ thì mặt hàng của anh muốn mua là mặt hàng nào? Ừ, cái mặt hàng nãy giờ em với anh nói đó. Lúc đầu anh nói lỏng lỏng là tivi phải không? Anh là nói rồi. Chục. Cái tivi nó lỏng quá sợ nhiều khi coi nó bị chảy xệ không có được, không có thích. Vậy hả? Laptop nặng 0.01 gram. Đó, cái laptop là nãy có chương trình khuyến mãi. Dạ, anh nói là mua 10 cái phải không? Đó, anh? Chương trình khuyến mãi đó. Khuyến mãi cái gì nè em nói đó? Khuyến mãi cái máy sấy. Đó, anh mua cái máy sấy đó em. Anh mua cái máy sấy hồi nãy em nói có chương trình khuyến mãi là trả 30% trước đúng không? Cái máy sấy nhiêu tiền? Dạ 80. 80.000 30% trước anh trả trước là coi như 24.000 đúng không? 24.000. Đây đủ 24.000 luôn. 24.000 anh trả trước 30%, còn 70% còn lại theo như em nói là sẽ trả dần trong 1 năm. Em muốn anh lại đây là đóng tiền trực tiếp hay là chuyển khoản? Cái gì vậy? Rốt cuộc là ông mua cái máy sấy hả? Ừ, mua cái máy sấy chứ cái gì. Trời ơi, vậy mà nãy giờ làm rần hỏi cái nào là một chục tivi rồi một chục laptop. Cái máy sấy đó là hàng khuyến mãi, cửa hàng không có bán. Trời ơi. Này nè, có 24.000 đi ăn phở ăn gì đi. Cái hàng cửa hàng bự vậy nãy là nói mua bán lớn nhất gì giờ có cái máy sấy không bán rồi. Máy sấy là hàng khuyến mãi thôi. Khuyến mãi gì cũng là đồ đạc tôi không bán trong quán gì hàng. Có máy sấy buôn bán thôi, tôi qua tiệm khác tôi mua. Trời ơi, mắc cười quá. Có máy sấy buôn bán nữa chứ bán gì nữa giờ. Trời ơi. Chịu nổi không? Cho họ cho giữ một chục tivi lỏng rồi một chục laptop. Rốt cuộc mua cái máy sấy.